Mình đã cùng các YouTuber tạo ra server Minecraft Real Life SMP. Đấy sẽ là một thế giới vô cùng khắc nghiệt cho tất cả mọi người khi tham gia. Mong rằng là bạn sẽ ủng hộ mình cũng như các YouTuber khác trong server Real Life SMP này. Đừng quên rằng là ấn like và comment cũng như đăng ký kênh để cổ vũ tinh thần cho bọn mình nhé. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Chắc chắn là không có ai rồi. Ui. À, mấy thanh niên đây rảnh thật đấy, làm cái lên nhà cầu vồng luôn ạ. Ui. Nhưng mà các bạn có thấy không? Đó là những nơi nào có cầu vồng, nơi đó là nhà của ta. Từ từ nhá, rồi như mình lấy cái mẻ thuốc ấy đã. Ai trời ơi, yên tâm này. Rồi, tầm này là chúng ta ấy, nói chung là mình chế mình để đây không ai quan tâm luôn. Rồi, chúng ta sẽ có một mẻ thuốc fly siêu to khổng lồ. Và mình nghĩ rằng là chúng ta thoải mái mà chúng ta tung hoành ở đấy. Đấy. Nhiều huynh đệ bảo rằng là anh ơi hãy chế nhân rồng đi. Thực ra là dragon. Đây. Mình biết cái nhân rồng. Đấy, khi mặc vào là mình trở thành con rồng, nhưng mà khổ lắm không chế được bạn ơi. Cái này chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta sẽ xuống dưới cái thành phố The Lost City, chúng ta đi lượm những cái dương. Đấy, tỷ lệ hên xui bạn. Thì để có thể may mắn hơn thì mình sẽ chế cái thuốc này. Đấy, tăng thêm một lucky. Ok. Thì tí nữa tính sau đi. Tầm này là mình để đảm bảo an toàn đó, mình vào đây để chế cái cây cung. Đấy, thì chúng ta sẽ có Bow Dragon. Đấy, chính là nó các bạn ạ. Chính là nó, một cây cung dòng lửa. À, nhớ ra rồi, chờ xíu. Tôi biết nhà nào có rồi. Tờ xíu. À, nhưng anh em muốn bảy là nhà mà sang làng đom đóm đi. Thiên Lý ơi, có ai ở nhà không? Tôi mất nãy giờ tắt mic. Có ai nhà không? Hello bạn, cho mình xin ít đồ. Ừ, bạn lấy đi. Ok ok ok, cảm ơn bạn nhá. À, hiếu khách thế. À, như hiếu khách thế. Đâu thế nào. Chế luôn đi, là như xương rồng hai cái que. Chết sợ rồi, hai que đi. Ừ, đây để lấy cái này ra đó. Xương rồng hai cái que đi. Ai. À, thấy bảo là cái cưa đấy có thể cắt được luôn. Ờ, đỡ phải mất công đặt ra, quá đỉnh. Rồi xương rồng. Ôi trời. Đỉnh luôn đi này, nhớ đúng nè. Không có gì bằng gọi là ý, nhầm. Ở đâu nhỉ? Đây vừa lấy thấy ở đây sợi chỉ đây. Rồi, chúng ta sẽ có một cây cung tật rồng bình thường. Cộng thêm một máu rồng đúng không? Ôi giải, thấy đây luôn đấy. Đâu nhỉ? Ồ, qua thấy đây nhiều lắm mà nhỉ? Còn cái gì? Đâu hết rồi nhỉ? Này cất hết rồi à? Trời ơi, cất hết rồi các bác ạ. À. Trời ơi. Ít ra người lạ đến chơi để lại ít rồi. Cất hết rồi. Thôi được rồi, không sao, máu rồng lửa mình có. À, như rồi chúng ta đi về đây. Đây để mình qua nhà thanh niên này. Thanh niên này lại kiểu gì chẳng có. À đâu, nhà này nhà mình mà. Nhà này nhà mình mà, để chế cây cung á. Nó sang xịn mịn nhất quả đất ra, xuống đây bắn cho mấy con kia tè mỏ bạn ơi. Bởi vì mình bay mà, mình fly mà. Đấy, nên đâm ra là chúng ta có ơi thuốc gì đây. Ồ, mấy cái thuốc linh tá linh tinh không phải ấy á. Mình tưởng là thuốc may mắn rồi, mình đỡ mất công ấy các bạn ơi. Mình đỡ phải mất công đi đi kiếm. Rồi được rồi. Thôi được rồi, không có thì thôi đã bảo rồi mà không có thật à, nghèo thế nhỉ. Mấy hôm nào sang cho mấy bình đi rồi, nhưng nghèo thật sự. Ô, cá hề này. Ồ, để thế để mình chế luôn đi, là như đặt đây chế luôn đỡ phải mất thời gian các bạn ạ. À, làm đi chục bình ăn chơi rồi. Ok. Đây, bỏ vào đây. Rồi, được luôn ấy, có thuốc là ấy luôn ạ. À. Nhà nghèo thật đấy. À, không phải nhà tôi các bạn ạ. À. Đây, để anh đốp về lấy cái tí máu rồng nữa để chúng ta qua bên này. Đây là căn cứ. Cái gì đây? À, đây mấy cái đồ mình vứt. Ui. Đây, để lấy máu rồng nữa, yên tâm. Cung thì cung rồng lửa đây bạn ơi, cung rồng băng thì mình không thích lắm. Đấy, rồi và chúng ta có cái cung này. Ơi, cung này gõ không ta? Gõ được không ta? Ồ, gõ được này. Trời ơi, tránh ra. Tránh ra. Để ta gọi là làm cái Legendary nào. Thế nhở? Kèn thế nhở làm. Không ăn thua gì cả. Này hết hết luôn hết luôn xương rồng ạ. Từ từ nha, hình như ở đây còn sao nhỉ? Trời ơi, đây hết luôn rồi. Thế lại phải sang bên kia. Ở đây thiếu gì, nhà mình thiếu gì. À, chứ mình chỉ nói là sang đây xem có hay không là nói cho vui thôi. Còn lại thì cũng không bao giờ mình ham hố đi lấy đồ của người khác. Uầy, Legendary này 15% project dam này. Ui, tăng lên 15 dam đấy. Những cái nách luôn nè.
15% không phải ít ỏi gì đâu các bác ạ. Thôi đóng cửa vô. Đấy. À, từ từ, để mình lấy thêm mấy quyển sách các bạn ơi. Thì chúng ta có Supreme Flame, Flame, ok, thực ra là cái lửa đấy thôi. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái, lấy thêm một cái cuốn Advent Mending. À, cái xuyên giáp. Ôi chết dở rồi, cung hình như mình hôm đấy mình không có lượm nhiều những cái liên quan đến cung các bạn ạ. Lại phải đến nhà phụ rồi. Lại phải đến nhà phụ rồi. Nhà này hơi nhiều. Không có ai nhà. Ôi, có thanh niên mạnh zip. Tèo 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 tèo. Đây, để mình vào đây mình lấy thuốc Lucky nhá. Lucky hình như là nó cao nhất là 5 thôi. Cao nhất là 5 phút thôi, Lucky 1 thôi. Thế nên sao là mình cứ ấy thôi. Lucky 1, chả hiểu là cái chỉ số Lucky nó sẽ tăng kiểu gì nhỉ? Lucky 1 thì nó tăng cho mình thêm bao nhiêu ta? Thôi kệ đi, không quan tâm lắm. Đây. Xuống đây xem nào, xuống đây xem nào. Hình như chúng ta sẽ cần chậm hỏng này. Ok ok, chậm hỏng ok. Đấy, chậm hỏng đấy. Trời ơi. Còn gì không? Có Infinity không ta? Đây. Chính xác là cái cuốn sách này nó sẽ cho bắn cho xuyên giáp này. Nhưng level 1, level 4 ấy mắc. Chứ Around Recover. Ui, multi shot này. Trời đất, quỷ thần ơi. Rồi, chúng ta có multi. Chúng ta sẽ ghép vào. Multi shot 3 là mắc này, ngon. À đâu? Multi shot 4 là mắc chứ nhỉ? Trời đất ơi, quên. Advent looting. Cái này mình có cần không ta? Không, mình không cần. Advent looting cần làm gì bạn ơi? Kiếm vũ khí mới cần chứ. Bây giờ chúng ta cần ấy, đó là cái Infinity các bạn ơi. Mấy lần có Infinity thì mình toàn vứt với cả. Bỏ đi thôi. Multi này. Ok. Dưới đây có gì đây? Không có gì luôn này. Nghèo dưới đây. Trời ơi, nhà này nghèo thật. Multi shot 2 này. Tính là chúng ta có multi shot 2 này. Mấy cái này. Tính là multi shot nhiều lắm. Multi shot nhiều lắm các bạn ạ. Chúng ta xem là có gì không. Không có gì luôn ạ. Thôi, mình cứ từ từ mà, như vội vàng làm gì đúng không. Chúng ta sẽ kiếm lần lượt. Không có cái mình cần rồi. Đây, để mình đặt cái dương này xuống. Bắt đầu gõ đè thôi các bạn ơi. Đấy, nói chung là sách kinh nghiệm thì nó lại là vô biên. Như này. Nó lại là vô biên. Nhầm, dùng hơi lố. Một quyển một thôi. Từ từ nhé. Không biết rằng là cái này nó có ép được cái đâu nhở. Cái tránh trường hợp. Đâu nhở. Cái cuốn đấy là đây cái này. Không biết là ép được không ta. Ép được này. Được. Bởi vì mình sợ rằng là mình cầm cung mấy cái con ối trời ơi nó làm rơi cái đồ của mình ấy. Nên đâm ra là hơi nguy hiểm. Đấy. Hôm nọ mình. Tính ra là hôm nọ mình có đổi Advent Power này. Trời đất ơi, thế à? Thế mình không biết luôn. Ảo thật đấy. Như nhiều sách quá mình quên luôn bạn ơi. Đây. Hôm nọ đổi nhưng mà nó đắt thế đâm ra là này sai. Thế là chúng ta có Power 5 từ đã đổi lại nào. Vẫn là 20. Rồi. Không sao, dám ba mấy cái kinh nghiệm mà. Mũi. Rồi, bây giờ anh Nú sẽ ép cái Power này vào đầu tiên. 21 level. Không sao bạn ơi, chắc chắn một điều là cái này nó sẽ không không nặng nề giống như kiểu ấy đâu. Không nặng nề giống như kiểu cái gọi là vũ khí cái đâu. Infinity này, mấy cái này thì mình ép vào thôi. Đấy, tầm này cứ 4 level đúng không? Ui giải 4 này thì 4 này 9 level đúng không? 14 này. Đấy, ghép vào đây. Úi, 17 à, từ từ. Cứ từ từ mà như không có vội vàng gì. Đâu xem nào, còn cuốn gì ta? Midding này, Supreme Flame này. Cái này toàn mấy cái level thấp thôi nên đâm ra là mình cũng không phải lo ngại bạn ơi. Đấy, 7 này. Đấy, 11 đúng không? 22, rồi ok. Chắc là ép được rồi đấy. Ép được rồi. 37, mới 37 à. Như mới 37 à. Thôi được rồi, mình sẽ ép cái này đi. Nó bị đắt các bạn ạ. Tôi đang cảm thấy nó đang bị đắt đấy. Ok chưa? Trời ơi. Chậm hỏng mending nhất các thứ. Đấy, rồi. Bây giờ còn mấy cuốn lưu tiểu khác thì đây chúng ta sẽ gọi là lấy nó ra bạn ơi. Chắc là đắt nhất là cái cuốn ấy rồi, Ranger Multi Shot. Rồi chúng ta có 3 level. Multi Shot
À, multishot 4 à? Ôi chết dở rồi, biết thép vào đây, lỗ rồi. Rồi, ok, multishot 4 à. Trời đất thánh thần ơi. Thôi được rồi, không sao. Tiếc gì vài ba kinh nghiệm. Đúng, rồi. Đúng. Cái này thì chắc là phải cần cao này. Trời, 25 level luôn. Ok, đơn giản. 25 level thì 25 level. Cứ enchant nhầm. Rồi. Trời ơi, cái gì? Như vậy? 88 level, đùa. Như nhận vậy má. Trời ơi. Thánh thần thiên địa ơi. Không biết đủ hay không đây. À, mình cũng không nghĩ là nó nhiều đấy. Do rằng là mình ép nhiều lần quá đấy mà. Rồi, ok bạn. Không sao. Không sao. Mong là đủ, mong là đủ, mong là đủ. Thực ra là xuống dưới chỗ The Lost City kia kiếm level rất dễ luôn. Rất là dễ luôn các bạn ạ. 8 thừa đi, thừa đi. Thừa đi. À, như cả gia tài của tôi. Rồi, trời ơi cây cung. Thực ra là còn cây cung VIP hơn nữa cơ, nhưng mà thôi thế này thôi. Như súng AK luôn. À, như súng AK luôn ạ. À, bắn nhiều sợ lag đi các bạn ạ. Ừ, mình chỉ bắn sợ nhiều sợ lag server rồi mấy thanh niên không chơi được thôi. Đấy. Nhìn nha, mình cũng sẽ đi xả súng gọi là hàng loạt này. À, như uống miếng nước coi. Được rồi. Trời ơi, khu này nó vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn, không có ai luôn bạn ơi. Đây, cái này là multi shot bắn 3 mũi tên khác. Trời ơi. Cái này có mít đinh nha. À, nếu cung này cung có mít đinh nha, thế nên ra là mình cũng phải lo bạn ơi, không phải phần lo. Đâu có con nào dưới này không? Không có con quái nào để như mình đi thử nhỉ. À, đi thử con rồng đi nhờ. Đi thử xem con rồng bay bay nào không? Nào. À, rồng xanh luôn à. Rồng xanh, rồng xanh, rồng xanh à. Này, 4 mũi tên này, 5 mũi tên đây. Trời ơi, mày chạy được đi mưa đạn này không? Mày chạy đâu? Tao. Ui để nó chết luôn. A. À. Ừ, mình nhảy quá, không chết luôn. Mạnh đấy, thần tiên, cứu thôi. À, nếu mạnh đấy, ui. Con này nha, một hit chắc chắn rồi bạn ơi. Ui. Không cứu à, rồi như... Trời ơi, bắn này mấy mũi tên ta? Đôi 4, 6 à, 6 hay 5? Đôi 4... Thôi được rồi, kệ đi. À, không tính các bạn ơi. Thôi. Xuống cái xả đạn để nhức cái nách các bạn ạ. Thôi, chắc là lên đường được rồi ấy nhỉ. Ờ, lên đường đi lút đồ thôi các bạn ơi. Tầm này thì chúng ta ngán ngẩm cái gì xuống gặp logic rồi, nhưng sợ quá ấy. Mày nghĩ mày có áo giáp. Rồi, bắt đầu cuộc hành trình đi lượm đồ đây các bạn ơi. Đấy, may mắn đã uống rồi. Ui ôi, trời bắt đầu sáng rồi à. À, trời sáng là bọn này nó tinh khôn lắm. Đây, bắt đầu những cái gọi là chiếc dương đầu tiên. Trời ơi, toàn thứ dữ không vậy? Đâu. À, con này. Mày mở cửa đón khách à? Mày có biết tao là ai không? Black Apple. Mình cũng chả biết nó là cái gì nữa. À, như cứ lượm thôi. Có vẻ như là... Mấy cái nhà này không có giàu lắm nhỉ? Mấy cái này ngon này. Nhưng mà cũng bình thường các bạn ơi. Mình phải để ý fly. Fly mà hết một cái là mình phải uống liền các bạn ơi. Con này nó lên đây nhanh thế nhở. Trời đất ơi, buổi sáng rồi. À, buổi sáng rồi. Té. À, cứ chỗ nào buổi sáng là chỗ đấy nó có biến các bạn ạ. Trời, con này lên nó kiếm mình trên này luôn. Trời đất quỷ thần ơi. Tao làm gì mày? Trời, kim cương này. Nhưng mình cũng nghĩ là mình cũng chả cần kim cương đâu. Tầm này cái chúng tôi cần. Để ý xem có con nào bay bay hay không. Gì đây? Trời, toàn cái thứ tào lao. Ui, nhưng mà toàn đồ xịn nha. Tính ra nhá, mình thấy rằng là đồ xịn ở đây dễ kiếm. Bởi vì rất là nhiều dương. Rất là nhiều dương. Nhưng mà bây giờ quan trọng là mình sẽ đi kiếm. Kiếm một cái nhẫn rồng. Trời, chỗ dương đấy không mở được.
Bình tĩnh, cứ bình tĩnh, không có gì vội cả. Và mấy thứ tào lao không. Sang bên này đi. Sang bên này em có gì không đi. Dương đây, Dương đây, Dương đây. Cúp mình tính ra đảo nhanh nhá. Tính ra là cúp mình còn có hiệu suất đấy. Chứ không là bay fly như này á là hơi bị khoai đấy. Uống thuốc vào. Solo không? Solo không? Solo không? Trời ơi. Trời ơi bắn em. Trời ơi. Chết queo luôn. Mất tiêu luôn. Ấy ạ. Mày láo này. Rồi bọn này nó. Rồi ok bạn. Xài. Lại hồi đầy luôn nè. Hello bạn nhỏ. Tôi chỉ đi lấy dương thôi. Chứ tôi không đánh nhau với bạn đâu. Gì đây? Bắn thứ gì không hả bạn ơi? Mình sẽ đi vòng quanh đi. Cái tòa nhà này nhiều cái chỗ để. Ui dồi ôi block gì đây. Trời ơi cái này có chìa khóa luôn ạ. Không sao nào chỗ này có gì đây. Trời không có gì luôn. Hello bạn nhỏ. Ờ bạn ra ngoài này đi. Để tôi đi lượm dương thôi. Mình cứ thế thôi bạn ơi. Mất cái gì đâu. Lock à. Lock con khỉ là như. Ta mở khóa cho người xem này. Lock à. Trời. Trời, xuống đây còn lát thế này, nguy hiểm quá. Rồi, ok. Trời ơi, thôi, chịu. À, nếu bây giờ mình không mở mấy cái dương lóc đâu bạn ơi. Nó quá lỏ. Trời ơi, đúng len luôn ạ, à. Ảo thật đi. Mấy con này nó không thấy mình ấy, đâm ra mình cũng nhẹ nhàng các bạn ạ. Đỡ phải đau đầu. Nó đánh mình mắt ra gần chết luôn ạ. Đỏ kêu tim thập đình địch luôn. Tim thập đình địch luôn. Ui dồi cụ này. Cụ này đứng trên này làm cái gì. Ui mũi tên xịn thật sự các bạn ạ. Tiêu diệt nó ngay. Không cho nó đẻ trứng. Thấy không? Thấy kiếm level ở đây dễ không? Nhưng mà mình cảm giác như là cái khả năng thử nha, lucky đâu nha. Thôi, mình đích thèm mở khóa đâu bạn ơi. Đâu nhỉ. Tòa nhà này còn nhiều chỗ lắm, thao hồ mà chúng ta lượm. One hour later. Mình vào đây xem nào, chỗ này có rồi, thôi từ từ nha, bay hướng bên này đi. Bay hướng ra bên này đi. Ui, con gì bên này đây? Trời, con gì to như quả khinh khí cầu ấy. Ưa hàn thật sự ạ. Đi. Lượm lúa. Ô, chỗ này không có gì luôn. Xử lý mấy con này đã. Tránh trường hợp là nó gọi là gây phiền toái cho mình các bạn ạ. Ai à. Mày định gắt tao à mà đâu không có được. Định gắp tao mà đâu có được. My god con kia. Trời nó một đống cái đầu luôn ạ. Đúng rồi. Nhoi lên lặn xuống. Xử lý con này đã. Có cái cung ở đây là một lợi thế rồi. Tránh ra. Định làm gì ta. Tiêu diệt bọn này các bạn ơi. Tiêu diệt bọn này. Trời ơi. Nó dữ dằn các bạn ơi. Lõi. Trời ơi lag luôn à. What the hell man. Trời ơi lo lag. Trời ơi teleport to spawn. Ui. Bậy nha. Không thấy tao không nói gì mà mày đánh tao à. À, như vậy nha bay. Con rồng đần này. Trời đất ơi con này nó hỗn thật sự các bạn ơi. Trời ơi. Từ té. À, như con này nó làm cái mà tí vỡ đôi giày ạ. Mình phải bay lên cao.
Mình phải bay lên cao các bạn ơi. Trời ơi. À, giết được nó. Ôi trời ơi luôn đấy. Trời ơi, tí vỡ đôi giày, sợ thật sự ạ. Con này trâu thật đấy. Trâu hay là do mình lag nhỉ? Thôi từ từ. Uống mà đã còn 5 giây. Tí chết. À, như tí chết. Đây đây. Cho nó xa xa một tí các bạn ơi. À, mending vào. Nguy hiểm các bạn ơi, nguy hiểm trong gang tấc luôn đấy. À, mấy cái này nó không để ý là chúng ta gọi là đi bụi lúc nào không hay đâu. Rồi ok, sửa đôi giày đã. Mình không cẩn thận thì mình sẽ ngỏm củ tỏi ngay lập tức. Chúng ta có một cái co. Yêu đến đó. Nhờn. Nhờn. Mày định bắn tao. Chán thật. Nãy giờ chưa được cái gì ra hồn luôn. Cái gì đây? Từ từ. Ring of Titan. Ui, Grand Mining 3x3. Được. Attack speed giảm. Ui, một đống hiệu ứng nhỉ. Được quá nhờ. Hồi đấy đến giờ rồi đấy, đến giờ ấy, từ từ uống lại thuốc lucky đã. À, tôi đã đầu có niềm tin và hy vọng rồi đấy. Rồi ngon. À, như 10 điểm, một cái nhẫn đầu tiên. Bao giờ được cái nhẫn dragon ấy thì lúc đấy chúng ta như phấn khởi x2. 1 hour later. Láo với chúng tôi này. Đấy rồi, nhẫn rồng đi rồi. Ring of Dragon. Ui dồi, ngon. Ngon. À, như ấy các bạn thấy chưa? À, có công mài sắt có ngày. Rồi lag luôn ạ, có ngày lag luôn ạ. Gì đây? Trời ơi ngon rồi các bạn ơi. Thành công rồi. Nói chung là mở đâu đó khoảng 100 cái dương đi. Mấy cái con này nó khó chịu thật đấy chứ. Rồi, ta đã có được cái nhẫn rồng rồi anh em ạ. À, như gì đây? Chai kinh nghiệm, chai này cần này. Chai này chúng ta cần này. Tao đang vui. Ê, đâm ra là bơi hết vào đây. Từ từ. Ui ôi, mấy con này nó ghê gớm lắm. Cái dương này khóa. Ui. Tính ra là cái dương ở đây nó có tỷ lệ phết đấy các bạn ạ. À, mình lượm bao đến cái thứ mấy chục rồi nó mới có này. Rồi. Ok. Tao xin lỗi, tao đã phá nhà mày. Trời ơi. À, mà lại vứt nhầm một cái. Ê ạ. Bình tĩnh. À, làm cái lủng đầu luôn ạ. Bình tĩnh. À, có được nhẫn rồng rồi, Mình có thể có fly gọi là thoải con gà mái rồi. Nhưng mà fly bằng mana, bạn này bằng năng lượng. Huynh đệ xuống hết ta bảo này. Ta có này hai cực, ta vừa lượm được. Nhìn đây, nhìn ta đây. Nhìn thấy ta là một người bình thường chưa? Hãy giết ta đi, quên, có ai có sách kinh nghiệm không? Quên. Đâu, XP tôm để ta cất vào. À, quên mẹ mất, đang có một đống kinh nghiệm ở đây, giết ta là phí của giời. Đây, chờ xíu. Để ra gọi là đâu. Trời ơi, mới hết có 5 level ạ, ta đang 50 level ạ. Chờ ta xíu để ta về nhà ta cất đã, chờ xíu. Ta con này hay cực, ta đảm bảo không ai không lấy tiền. Chết dở rồi, cái dương kia nó có cái chìa khóa của mình ạ. Trời ơi. Tôi lại phải đi cậy khóa trong chính ngôi nhà của tôi ạ. Ảo thật đấy. Trời đất ơi. Trời ơi, tôi phải đi cậy khóa trong chính ngôi nhà của tôi. Cái gì đang xảy ra vậy? Trời ơi. Thật là xảm xí đế. À, mình còn chưa biết nhớ ra là còn cái gì mất nữa không ấy. Thôi được rồi, cả, không sao. À, cứ từ từ đã. Cất cái bộ áo giáp này ở đây đã để mình lấy kinh nghiệm ra đã. À, nhiều đồ quá. Đây để lấy sao nào. Năm mấy level lại được khá cuốn kinh nghiệm đấy, tội gì mà chúng ta lại phải bỏ phí đúng không? Đúng. Đấy. Ở dưới đấy thì kiếm kinh nghiệm mình công nhận dễ các bạn ạ. Phải công nhận một điều là rất dễ. Thôi, tự nha. Ok. Đây cầm bộ áo giáp đi theo có gì mặc. Trời ơi, mất hết đồ á. Đau lòng. Có ai khóa cửa? Ai ăn trộm nó cắt gân. Cắt stream.
Trời ơi, không đủ level nữa. Đây giết tao với. Giết tao với. Đây đây. Đây 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 giết tao với. Này như giết tao đây, tí tao cho xem này. Này như giết tao đây. Rồi, ok. Trời ơi nó hồi lại máu rồi. Không hiểu bị làm sao, cái đấy là bị làm sao nhỉ? Có hình đài nhỉ? Hai, mình sẽ đeo nhẫn này vào cho bạn xem. Ui giời ơi. Hóa rồng chưa? Hay như này này này, qua đây cho xem. Ta quay trở lại đây, nhìn đây. Giết ta xong rồi tao hóa rồng đi, ghê không? Ghê không? Ghê không? Ghê không? Đấy ác quỷ rồng cái gì? Ác quỷ cái gì? Hay như nhìn lại rồng này. Ghê chưa? Ta có khả năng thở lửa luôn đấy. Hay như ta là rồng lửa mà, đi đây. Rồi. À, uầy. Uầy. Ác quỷ cái gì? Thế con rồng cái ác quỷ lên thiên đấy. Ác quỷ phi phai, ác quỷ phi phai à? Uầy. Đây cái này hồn mana này. Ui giời ơi, quá xịn luôn. Để ta mặc bộ giáp này vào. Đây là rồng đá nha. Đây ơi, vua đây. Tầm này solo. Nhưng mà kiếm cái đầu, phải kiếm cái rồng đầu rồng đen. Nó mới hợp lý. Ừ nhỉ. Ừ, kiếm được đầu rồng đen nhỉ, nhưng mà không có. Chỉ có ấy thôi, cái đầu rồng đen không trang trí được. Đầu rồng đen của đấy, của rồng Ender thì lại không đội được. Trời. À, này như đầu rồng đỏ này không hợp lý. Đỏ này hoặc là ừ đây có Ender ra gần đây nhưng mà là đen đây. Này như ờ nhưng mà cái này ta thấy hợp hơn. Ui giời. Quá đẳng cấp đúng không? À, như, à thanh niên đầu đỏ cái bao kìa, đâu rồi thanh niên đầu đỏ rồi. Để ta. Đâu. Tao bao chui được vào. Ok. Chết dở rồi. Đây. À, rồng không vào được à? À. Vị hình đài đâu đó ơi. Gì ơi? Siêu nhân biến hình. Ghê cưa ghê chưa? Đâu ra đây. Vị hình đài cũng có đúng không? Ra ngoài này. Đâu xem nào. Đâu. À như ta vừa, ta không ra được. À, cái nhà bé thật đi. Cởi nhẫn ra đây. Đâu, vị hình đài này cũng có à? Đâu ta xem nào. À như màu gì đấy? À ui giời ơi. Ui. Tưởng gì ta ui, cũng có. À đưa. Ừ, cái này biến to gì nhỉ? Sai. 183 máu luôn ạ. Active. Ơ như là này ta dùng cái ta cũng có nhân biến to mà làm nào biến đấy? Thì đeo vào thôi. Đeo vào có biến đâu. À nhân ui, biến to thì đâu có xem. Anti tài sai 100% abnormal. Thế là to nhỉ? À đấy là nhỏ mà. Trời 300% mà. Ui thế vứt. Này vứt ta thử đeo, ta mặc thêm đồ rồng em, cánh rồng em nó to nào. Thì nó vẫn thế thôi, nó vẫn bé thôi, nó không to ui, được. Nó không to ê, được hả? Có cánh rồng to hơn tí mà. 125. Trời ơi thế tính ra. Ui cái này tăng thêm máu à? Tăng thêm máu, tăng thêm sức tấn công, tăng tầm xa luôn. Ờ ta đây là hiện tại là cái ta thấy cái này mạnh nhất rồi đấy. Ta là 25% max khi attack thêm rát nhưng không bơi được. Ui. Ui thế chơi, cái đấy có tăng máu không? Thử đã vứt đây cho ta mượn đi. Tăng 183 máu đấy. Đâu mang đây ta đồ đeo vào đi thử xem nó có tăng máu không nào. Đâu ui, đây. Ui nhận đấy nhân gì ấy tè, như vừa ấy ta sợ chết quá. Ồ nhân màu đỏ à. Trời nhân này ta chưa có. Ô nhân này cũng đỏ. À đây là Ring of Titan. Ơ ta cũng Ring of Titan này. Ta có đây. Ui này chà. Ta có đây. Ồ. Sơ mặc vào nào. Ồ ta có ta mặc vào ta lại mất máu luôn. À lỏ gì đây ta cũng tăng đây. Ôi, như... đây. À nói chung nó chỉ có tác dụng một cái nhẫn thôi. Ui chúng ta là người khổng lồ này. Thôi chúng ta chơi nhau đi, hai thanh niên tí hon này và lấy vợ sinh con đi. Quá bé tí. Nào hai vị vua nào đứng đây. Các người từ đâu đến đây hãy quỳ xuống, ta là vùng đất khổng lồ. Đứng lên quỳ xuống đi. Nào, bây giờ các người ta có dư một cái nhẫn Fiery S này, ta sẽ ban cho các người. Đây. Xin cho đại sư. Đấy, lên lấy đây, đỏ lòm. Sao nhẫn đấy đỏ lòm nhỉ? Đâu, đưa đây xem nào, xem cái nhẫn trừ, đấy nó là nhẫn gì. Trừ từ lum 75% máu cái gì đây, nhẫn gì đây, về nhẫn đấy lò thật. Uầy, nhẫn này tăng máu nhiều này, trời. Uầy. Đi đấm nhau. Nhưng mà nhẫn này bay không cần ấy, không cần gọi là mất mana hay mất cái gì cả. Nhẫn đấy á?
Ờ đúng rồi, nó trừ 25% là ở đây creative fly. Ờ nhưng mà ấy, nhưng mà bay thế chả vui là như uầy. Cái này là xịn nhất à, 100% đấy, tách down nhưng mà trừ attack speed. Thế cái này có bay được ta từ đấy để ta thử uống cái thuốc này. À này, ta thấy thấy bảo là ở trên internet bảo là uống rượu vào cộng thêm uống cái này vào nó tăng nhanh mà. Ú, người khổng lồ bay. Cái này đeo, cái đeo được cái cánh nữa thì hợp lý nhỉ? Đeo được cái cánh nữa thì hợp lý ấy. Dễ này. Hả? Cái này loot đồ của dễ á? Không, cái ta đang bay cơ. Cái đấy là cái gì? Cái này nhà gì đây? Ta đào được không? Ta thử đào 3x3 này. Đào 3x3 luôn. Damn. Trời ơi. Đây ta chui nửa bờ lắc được mà. À, nhân tí hon à? Biết tí hon rồi. Nhấn này mới là nhấn này cũng xịn mà. Đi loot đồ. Ờ, mỗi loại nhấn là có một loại khác nhau à? Nhấn nhấn đấy là ấy à? Ơi ta thử đó. Uầy. Tí luôn đấy. Ờ, ta để ý rồi này, như đây nhấn 25% đây. Rồi. Quá ta mất cây cung với cả cái mũ cây thật. Ui, sao lại mất? Thì nói chung là bọn nó gõ mấy cả. Ta bé lại rồi. Không có possession. Ê, lại thành trở thành vua. Ờ đấy, ta lại người tí hon. Ui, ta có cánh bướm nữa này, tiểu thần tiên. Quá là cấp. Không, nhưng mà sau cùng ta vẫn nhẫn rồng làm một cái gì đó nhìn nó sang xịn mịn. Trời. Những dòng bay tốn mana. Ừ, tốn mana nhưng mà không sao là như chúng ta có ăn mana mà. Sức mạnh của rồng. Rồi lag luôn rồi. Trời ơi. Ôi này vừa lấy ta xuống dưới đấy, bị cái con gì nó đánh cho ta một phát mà nó tụt xuống máu còn 3-4 trái tim, nó không hồi được luôn. Ờ. Chỉ là nó dính hiệu ứng xấu đấy. Nhưng mà mặc giáp bạc là hết mà. Ta mặc giáp bạc mà, nhưng mà nó không được. Đi say đúng không? Đi say đấy là hiệu ứng không hồi máu được đấy. Không, không phải hiệu ứng đấy. Ta không có bất kỳ hiệu ứng gì bởi vì ta mặc ấy mà. Thế bị làm sao? Ta không biết được, nó không biết làm sao. Vừa lấy phải chết thì nó mới hồi lại kìa. Ảo thật đấy. Rồi, nhẫn rồng, tựa nhẫn rồng là tăng 25 max HP, 25% đam và 50 kia. Còn nhẫn to kia 100 đam, 100 máu, kháng knockback hay là 100% đam. Đánh xa, cái này nhẫn này đúng kiểu chỉ đi đánh nhau thôi. Đúng, đúng. Uầy, chỉ đấy, hòa như... Ta còn kiếm thêm một cái nhẫn màu xanh nữa này, màu xanh là cái Sonic King U Bow Active Power Shot. Uầy, ngồi xuống là ta sẽ gọi là có khả năng bắn đau hơn sao ấy. Grand Moment and Speed in Forest. Ồ, đi nhanh hơn ở mấy cái vùng đất kia. Xịn đấy. Bé này đánh theo chúng ta. Trời. Pin này. Trời ơi, chết luôn á. Pin này. Chết luôn. Có à. Rượu, có rượu không? Ta thử uống nào. Thấy bảo uống rượu cộng thêm uống cái này, uống Fly nó tăng thêm thời gian. Rượu á, rượu này chỉ bán thôi. Đâu? Bán à, như ta... Rượu này ngủ rất là lâu rồi. Con khỉ gì nè. Như... Ồ, nhưng mà ta... À, thử nha, xem sao. Nếu mà to cái nhân... không vào nhà đâu, Duy ơi. Ring of the Fear. Uầy, cái này có chế được. Ui, cái này chế được cái giọt gì này? Effect by the Fairy này. Cái này chế được cái này thì không biết là có tác dụng gì nó đỡ hơn này. Đây này, chế được cái rồng này. Này để đi xong được ma của trứng rồng. Uầy, tính ra mình thiếu mỗi cái nhẫn này thôi đấy. Còn lại mình kiếm được trứng rồng đỏ hay đây là trứng rồng tuyết Robin nữa. Không, để chỉ xong được trứng rồng xanh thôi. Trời. Ui, đã. Quá lòn này, như thôi. À hay nuôi con đấy lớn cho to khủng bố xong giết nó xem nó có ra rất là trứng gì không? Không, này như giết là làm sao nó ra trứng được này, nếu nó là của mình rồi đấy, nó có con cái không mà trứng cái chủng. Ta sẽ ấy. Uầy, cái mana này chế được chúng ta này, như mana candy. Uầy. Ừ, chế được này. Cộng 10 mana này. Ui, cái này cộng 50. Ủa, cái nào xịn hơn ta? 100%. Ơ. Cái này chắc là xịn hơn đấy nhỉ. Trời. Mana crystal. Mana candy. Trời, chỉ mất thời gian. Wow, rồng vẫn là đẳng cấp. Oh. Này vì này chế được cái kiếm kia chưa? Ta tìm không thấy cái nào? Cái ấy, cái kiếm ở dưới đấy. Ui, đánh nhiều lắm, có vẻ là
mà đánh không phải là con nào nó cũng rớt ra nha. Rồi ta kiểm chế mãi không kiếm mãi không được. Ủa mà nó còn chúng ta ta còn thiếu cả cái đâu nhỉ? Living Core. Ồ nhờ còn mấy cái cơ thà. Chế nó khó vậy mà. Cái này. Ồ. Cái này màu đỏ. Tính ra là ấy ta ta cần ấy chế cái kia. Ta cần cái blue kia, tính ra mình chế được cái thanh kiếm này tạm thời rồi đấy. Màu. Ui cái blue. Blue phải đánh con rồng ấy, con rồng bên đấy á. Ta đánh chết con rồng mà ta không thấy nó rơi ở đâu luôn. Nó rơi dưới đất thì. Ừ. Nó toàn bay xuống nhặt. Nhưng mà dễ mà, ta thấy dễ mà. Không, có nhiều con nó ra, nhiều con nó không ra đâu. Ồ. Tiêu diệt mấy con boss đấy hả? Có advent loot tinh 3 rồi mà nó còn như thế thì chịu ạ. Trời. Hoài thế nhở? À mất cây cung, ta đang cày đây. Ta vừa chế được cây cung đây. Trời ơi. Nào, thế đổi cây cung lấy rượu đi. Không, cây cung này ta này như ta đây advent power 5 đây rồi. Quá xịn, quá xịn, quá xịn. Ây da. Thề luôn chứ làm cái cửa nhà nó to lên một tí. Tính ra mặc bộ áo giáp chui vào không có vừa luôn. Không tin được. Cửa nhà đấy thì có người dân nhân bình thường vào đâu. Cái gì? Đâu này ta hồi lại máu đã. Ta hồi lại máu đã. Mình gặp Prezenzen. Đâu cho ta ít rượu đi. Ta thử test thử internet à. Đâu rượu đâu. Đúng một chai rượu. Một bình thôi. Một bình thôi, bây giờ là uống kiểu gì? Uống cái đấy rượu trước hay uống fly trước nhỉ? À nhưng mà ta hết rượu tăng hiệu ứng rồi. Ơ. Không, ý là rượu tăng cái thời gian đấy mà. Tăng thời gian này, tăng thời gian thì đây còn. Đâu? Đây, cấp rồi. Nào. À, như lại còn có cả vụ say mà lại còn ấy à, đâu? Không, ủ rượu mạnh thì nó không say nữa. Ơ, không phải thanh niên này nhầm. Dưới, thanh niên... dưới kìa. Đâu? Bên dưới kìa, dưới chân kìa. À, đây. Uầy, bây giờ ta uống fly trước này. Là đang 2 phút này, ta uống này này. Trời, nó lên 3 thật luôn này. Trời ơi, nhức nách như... Uầy, thế là ta uống thêm một cái nữa. Trời ơi. Nó vẫn là 3, thế thì bao giờ nó lên? Đấy. Thì bao giờ nó xuống 1 thì lại uống cho lên 3. Trời đó. Ơi. Rồi, ta bắt đầu ta hiệu ứng say rồi, rồi, uống nhiều quá say rồi. Đúng rồi. Cái đấy say cả người ngồi ngoài luôn đấy. Phải mặc giáp bạc thì nó mới không say. Mặc giáp bạc không say á. Đâu, ta về ta cởi mặc giáp bạc đi. Trời ơi, ta say quá. Cái này bao giờ tỉnh ta? Đây, để mình vào đây mượn tạm cái nhà này chế cái này cái. Đấy. Nói chung là bây giờ chúng ta sẽ chế cái mana candy. Đấy. Cái này thì nó sẽ tăng cho mình khơ khớ đấy. Nhưng mà bây giờ là mình phải chế được cái này các bạn ơi. Đây. Ui, 35 mà. 35 mảnh glowing à. Chúng ta còn thiếu cái gì nữa ta? Tính ra là thiếu nhiều que quỷ lửa. Đấy, nhà này không có que quỷ lửa, nó nghèo thật đi. Có mỗi cái que quỷ lửa mà không có luôn. Tính ra chúng ta chỉ thiếu que quỷ lửa thôi các bạn ạ. Thôi được rồi. Đây, nói chung là cái viên này ấy thì giúp chúng ta chế được cái này. Mana Crystal này thì thực ra là Mana Crystal này nó sẽ tăng cộng 10 mana cho mình và hồi 100% mana luôn. Không biết là cái nào ngon hơn ta, 50-50 hay là cái này tốn hẳn ấy cơ à. Cái này tốn hẳn một block kim cương cơ à. Đặt thế nhờ. À, cái này thì dùng rẻ, chỉ cần một phôi này hồi 50 thôi. À, như thôi được rồi. Mình sẽ ấy đi, làm thử cho bạn xem nhé. Thử thôi, nói chung là thử thôi, mất gì đâu. Đây. Chế cái này. Đấy, bây giờ là mình sẽ chế gọi là đầu nhá. À đây rồi. Mình này có glowing in god à? Đó có 4 viên đấy Duy ơi. 4 viên à? Bán bao nhiêu đây? Cái này bán như nào ấy nhỉ? Ừ, bán bao nhiêu mà như này có kim cương đấy không? Bán cả kim cương, ta mua bán bằng giao dịch bằng kinh nghiệm đấy. Kim cương, mua kim cương á? Ừ, ta lười đi đào thì có thì bán. Trời ơi, kim cương đấy để ba lô, mất cái ba lô luôn rồi. Thôi được rồi, đây, đây, đây 4 cái à, 4 cái ta không biết trả giá như nào đây. Đây, cho hẳn quyển XP tôm này, này như...
Mốt cuối mới thôi, cũng được, cũng được. Ui rồi, nếu cái đấy còn rẻ, bé bé bé. Rồi, đắt ta được 5 cái giường to rồi. Ui giời, à thế à, thế thì thôi mang lại trả đấy. Thôi cũng được, cũng cũng không biết giá. Thật ra cái đấy thì nó chế nhanh, căn bản ta lười chế. À bên Duyên còn gọi là bán mấy cuốn sách xịn sò gì không nhỉ? Bây giờ hiện tại là chỉ còn Advent Protect với cả Supreme sắc nét thôi. Thế Supreme sắc nét đấy thì bán bao nhiêu rồi anh? Bây giờ là Supreme ấy thì bán bằng kinh nghiệm người ta cũng không bán rồi. Bây giờ ta cần xem nào, bằng cái gì ta? Bằng mua bằng gì ta? Bằng kim cương đi. Bây giờ ta giao dịch bằng kim cương. Đấy. Bao nhiêu kim cương? Bằng kim cương thì nói chung là một cuốn đấy chắc là khoảng 20 block. 20 block à? Ok. Rồi một cuốn đấy 20 block là rẻ đấy, bởi vì cú gia tài đào á chắc là 5 phút được gặp được mớ thì. Ok, tôi nên đợi kiểm tra nhá. Ừ, kiểm tra đây. Thế mình về kia mượn nhờ tí kim cương đi. Hay. Ra hoài thế nhỉ, chế được cái kia nó cũng chứ lòi lưỡi rồi đấy. Vinh Đạt ơi, cho tôi xin cái kim cương nhá. Vinh Đài gật đầu là đồng ý. Ồ. Đi ơi. Không đồng ý nhá. Tôi xin cái kim cương. Nhà có 37 khối kim cương. Thì ta xin có 10 khối thôi. 10 khối thì được. Thế như ủa hết. Nhưng mà quê quỷ lửa ta đặt thấy đông nhiều lắm mà sao giờ hết sạch rồi? Thì hết rồi đấy. Sao không? Đây này thấy quê quỷ lửa để trang trí đây chưa? Trời ơi, nhưng mà đấy là ít, ta thấy mấy stack cơ mà, không biết nhà nào còn. Rồi, mỗi người trang trí một ít thì đã hết. Không có nhà nào mà làm máy farm mà sao cứ đi sang xin nhỉ? Sao thật đấy. Ta không biết, chắc là lười farm á. Trời ơi, có mỗi ta chăm mà. Chả lẽ ta đứng đây ta farm giờ như để ta chế cái glowing in god để ta dưới nê rồi nê giờ á xuống tìm pháo đài đánh người có advent looting đánh nhanh không. Tao lười đâu 10 block đâu nhỉ, đây ta lấy đúng 10 block thôi. À ta vừa tìm được cái đồ hôm qua rồi, tính ra ta để ngay dưới đất, nó màu mè nhìn như này à, nó nhìn màu mè không chấp nhận để ngay ở dưới ô rồi. Đúng là trách ai, chỉ trách mình bản thân mình thôi. Thôi ta đang chế cái hồi mana huynh đài ạ. Hồi mana ta đang chế cái hồi mana cho cái đôi cánh rồng đấy, để bay là đỡ mất thời gian. Nhà có bạc không, cho ta xin ít bạc đi. Sliver à? Sliver ta vừa đi đào. Có đào ở đâu ấy? Đào ở dưới lòng đất đi, đi tìm xung quanh đấy hoặc đi tìm mấy kho báu rồng. À thôi đi tìm kho báu rồng đi. Kho báu rồng ta nghĩ là ngon ăn hơn đấy. Ta đang ấy đây, ta đang đi chế glowing cái gì đây. Ui mẹ 7 cái. Đắt thật đi, cái này đắt thật đi. Sợ thật. Đây. Trời ơi. Ừ, chế cái này đã. Này cần phải tách ra. À này khoai thật. Để chế tạo được một cái này nó đòi hỏi rất rất là nhiều thứ luôn ấy. À không ổn. Thôi, chắc là mình chế cái này để nó hồi thôi. Mình cũng đang chưa biết là có cái thuốc gì hay là có cái thuốc gì hồi mana không ta? Huynh Đài. Có thuốc gì hồi mana không nhỉ? Đây. Cái này là ta sẽ mặc vào đây. Đang 400 ăn vào là vừa tăng thêm cộng thêm 10 và hồi lên 100% luôn. Nhìn đây. Đói, trời ơi, định luôn. Tộc rồng khổng lồ. Xoài. Nhìn chiến thế nhỉ? Đây. Đây, anh ơi. Đồ. Ra đây. Nào. Ôi. Ôi, hình như là đưa thiếu rồi. Thiếu cái gì? Thiếu, hình như là đưa thiếu 7 cục hoặc 8 cục. Ui giời ơi, 8 cục à? Thôi đi kiếm tiếp đây, là có 13, mà mua 13 khối mà. 13 khối mà. Thế thì thiếu 7 cục, thế mua cái gì đây? Mua Supreme Subnet thôi anh ơi. Supreme Subnet à? Ok, Supreme Subnet thì chắc là chỉ có Supreme Subnet 4 đây nhá. Này, 5 là phải... Này 5 mà có một lục bảo thì đổi cho nó dễ, không thì mang một stack ngọc lục bảo đây. Lục bảo đây, còn. Ui mạnh dữ. Ta không có gì ấy. Stack không bảo nữa này. Ta hóa rồng lên đây mà như. Ui giời ơi. Zamba này nhìn này. Cái gì vậy? Bay luôn hả? Dạ. Phun lửa luôn.
Full mạnh luôn đi, tầm này tầm này vô địch thiên hạ rồi, dòng vô địch thiên hạ rồi. Rồi xong lúc đi gaming hóa dòng, lúc đi gaming hóa dòng rồi. Mà cuốn Supreme Shop Net đấy cũng có mạnh hơn so với cả bình thường xưa nhỉ. Gấp đôi, mạnh gấp đôi, gấp 3 đấy. Này, như, thế nên đâm ra là cứ ấy đi, tỏa giờ này vẫn còn chưa có, quá thất vọng. Trời ơi, mới hầm loli qua xinh ơi, mới hầm loli ngồi lên. Ủa, nhưng mà nhà thanh niên này ở đâu ấy nhỉ, tao chưa biết nhà cơ. Nhà nào? Nhà của vị huynh này, ta chỉ biết nhà cậu bé ngốc rồi. Là nhà cậu bé ngốc đó, mà tao chung làng mà. À, chung làng hả? Là bây giờ tao ta dịch chuyển nè. Đây là ta vào thẳng nhà mà nhỉ. Làng đâu? Trời ơi, mấy lâu nay. Mấy lâu nay ta à, đây ạ, ui giời ơi. Ở bên đây luôn, cùng một làng luôn. Rồi, à, ui giời. Thì đây, bảo vệ đồ vật à, ui giời ơi. Ta tưởng ở đâu người ta qua đây mấy lần nữa, ta ở bên trong nhà, ta không biết. Không thấy, không thấy, không thấy. Bên đây có mới có cụ Zeno nữa này. Đâu? Zeno, Tân, thanh niên đấy đâu rồi? À, đấy ạ. À, bên này, bên này làm với nhau à? Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ở gì mà... đi phiêu lưu không hả? Ở gì toàn quái vật thế này, là như... Ôi, ơ kìa. Toàn quái không vậy? Trời đây, ơi. Đây, nhưng mà cách xa quái nhiều nè. À, như... đẩy chả có cái gì, phiêu lưu, phiêu lưu. Có gì đâu, trời ơi. Nghèo thế này, như... Cắt giấy hầm hết rồi. Nghèo thật sự luôn đi. Thanh niên mấy bây giờ swing này là ăn hit được sứ đệ chứ nhỉ? Ừ, này như đổi đấy là nào đánh nè xem nào đánh à, trước, đánh ta đây, ta cho đánh trước đấy. Như... ui rồi. Đánh đây. Ôi rồi ôi. Đánh đây. Ui rồi ôi là như gãi ngứa rồi. Đánh mãi không chết là cả thật đây. Ui. Nhìn nhìn còn to hơn được người bình thường nữa luôn. Ừ, có gì đâu. Đấy, ta còn có cái to hơn nữa này, này như to hơn nữa hả? Đây, ta còn cái trà xíu. Cái gì có to hơn nữa? Đây, ta thì nhiều cái hay ho rồi, như ai tưởng gì năm ba này. Ui ôi ôi, vâng ơi mở ra hóa tay tân đấy, tăng máu hết tách à, máu bao nhiêu, bao nhiêu máu đây à, các vị không nhìn thấy luôn. Như 120 máu. 120 máu. What nhìn này, ta đào một phát 3x3 mà nhìn nhá, đào một cái đào phát cái này vỡ luôn này đấy. Thấy không? Rồi rồi vị này lấp vào ta, lấp lại ta. Rồi không sao thôi, không sao. Đấy, đào 3x3 mà rồi như ngoài nhà ai này, ta đào một phát là lủng luôn được này. Cái này là chỗ dân làng mà, dân làng chết hết. Dân làng chết à. Rồi ôi thôi ta nhưng mà ta thích cái dòng hơn như cái gì đây này, nhiều quái quá. Ta gọi là hóa rồng đã rồi, thu hẹp lại. Đấy. Ai à. Cái rồng mà uống được đúng không ta? Đâu, sơ hình thử chém xem có chịu được một hit không nào. Ai. Ôi, phun này yếu, không có mạnh. Trời ơi. Quá mạnh à, như đâu thử một côn thôi nào. Được, cái này. Cái này 25% đam này, cái này vừa lấy là cái này ui, cái này 100% attack này. Đây ta à. Mặc lại cái này, nó tăng 100% attack cho ta này. Là cái ti hóa này không? Titan đúng rồi, 100% HP, 100% attack này, 50% đánh xa này. Đấy. To dữ dằn. Đào đỡ được rồi. Quá nhanh. Có khi vỡ giáp ở đây huynh đài ạ. Làng nhà có khi vỡ giáp ở đấy. Mày mắc cái nhét làm mờ luôn. Ừ, ta cũng nghi đấy. Tốc độ đánh thì nó nhanh lắm mà, như ta nghi là vỡ giáp lắm đấy. Để lát nữa hay quay lại biết liền. Rồi thanh niên hết kinh nghiệm phải quay lại luôn này. Ui. Cái này xa. Đây. Đâu? Ui. Vỡ giáp chưa? Nè như. Chưa vỡ à, được. À đấy, nè như. Vẫn chịu được một ít. Ừ, nói chung là nó cũng thế thôi. Cái này thì nó tăng cho ta 100% ấy mà, cái nhẫn này hiếm lắm. Hiếm lắm. Ôi, nhẫn này hiếm á, sáng thấy cậu bánh ngốc có xinh ạ, cậu bánh ngốc với cả vành MC có. À, rồi. Hai thanh niên đấy thì, hai thanh niên đấy chắc là tìm được, ta là tìm. Ôi. Thấy đầu tiên, như, đập phớt. Sáng nghe cụ vành bảo là, bây giờ sang bên đấy tìm được nhiều đồ ngon lắm. Ờ, à, đúng rồi. Như qua... là mạnh nhất server ấy sao. Ờ, nhưng mà qua đấy là có một rủi ro là mấy thanh niên này là không có đồ, qua bên đấy là chết là không ai cứu luôn, ở cả đời bên đấy luôn. Ở đây bên đấy luôn là không về luôn hả? Ờ, là không về được luôn. À, nhưng không. Ở đấy là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nếu mà chết là hồi sinh ở bên đấy luôn và không thể nào mà về được luôn. Rồi. À, như là cuộc đời là cứ ở đấy thôi. Rồi. Trừ khi có ai đến cứu. Đấy. Là cái Lost City đúng không? Đúng rồi. Ở bên đấy là mà như quái vật là nó đông như kiến luôn, chỉ cần một động tĩnh nhỏ là nó kéo tới mà như cả trăm con. Ghê. Uầy, tính ra ta bằng cái nhà này luôn này. Trời đất ơi.
À đây đây đây, xin đợi tí để lấy nốt cái ô có cần thêm kim cương nữa không? Rồi, được rồi, để ta đi đổi cho cái ấy nha, đâu nhỉ? Thải okay, như cứ mỗi lần này phải cởi ra cái này. Đâu đâu đâu, cái cầu địch của... to dữ. Đây đây thôi ngay, đây thôi ngay. Tăng 100 sai cơ mà, 300% sai cơ mà, nếu nó khác biệt chứ. Đây. Đâu bây giờ là đâu có cuốn sách không nào không để ta đổi cho luôn nhanh. Sách không à? Sách không nghĩa là không có à? Trời có, xin đợi tí về nhà lấy, về nhà lấy, về nhà. Sao thành phố bên này nhìn có vẻ phồn vinh mà rách thế nhỉ? Đây là toàn giống nghề thôi. Là giống nghề à? À vị này này có cái glowing stone không? Bán cho tôi đi. Có mà không cho đâu. Bán đi là nếu bán đi thì tôi làm cái hồi mana để tôi có thể bay được thoải mái. Đây, sách nào, sách nào, sách nào. Lo lạc và nếu tôi cứ... nghe bảo Xuyên đây là khách hàng gọi là thân thiết bên mình mà. Khách cái gì ta, có phải là phải... bảo thế. Tao giờ phải mua đâu, chờ ra xíu nhá. Đâu nhờ chậm hỏng. Ok anh ơi. Mới là còn không nên này hay bác chết tươi dính đạch rồi. Thôi cũng fly cuộc đời đó. À, hóa rồng nó đẹp trai hẳn luôn đấy. Đâu nhỉ? Đây đúng không? Đâu bác đâu? Ui mày quá. Bác ơi. Trời đất thủy thành thánh thần ơi. Bác không nên nói chuyện luôn ạ. 64 này. Ý, bán hòa vốn luôn đấy là chứ nẻ nắm mới bán đấy. Ôi, té. Mỗi lần đi qua mình phải chui này. Chứ không là vướng đầu không đi được các bạn ạ. Đây, mỗi lần phải như thế này. Khó chịu thật sự. Trời ơi, đảo nó nhanh gì đâu ở đây, mình chịu đảo này nhá. Ui dồi, đảo nhanh lắm. Bay rồi. Cái này ngồi hồi mana hơi lâu. Tí nữa mình sẽ tìm hiểu xem có gì hồi... mana siêu nhanh không? Ôi dồi. Dragon City à? Bắn không có chỗ nào đâu. Đây! Sabrine Subnet đây! Đây, Sabrine Subnet 4 đây. Ta bán giá hữu nghị cho đấy. Này, đâu rồi? Đói, Xuyên đâu rồi? Thanh niên đâu? Đây, ra ca cổ dịch chuyển. Đây. Bán giá hữu nghị lắm đây. Bình thường người khác người ta lấy giá đắt lắm. Úi xời ơi, được Xuyên ơi. 10 điểm luôn. Thế là bây giờ mình còn cái gì ấy nhỉ? Advanced Protect à? Advanced Protect. Cái đấy là bán bao nhiêu á? Cái đấy lấy giá như nào bây giờ ta thôi được rồi, ta bán bây giờ bằng ta chưa biết giá như nào, ta lấy giá bằng cái gì đó ta cần chứ. Bây giờ kim cương này cũng lạm phát, emerald chắc chắn là một stack emerald rồi, cộng lên bonus thêm cái gì cộng thêm ở đây có que quỷ lửa không? Que quỷ lửa không có rồi, đây chưa thò mặt xuống địa ngục bao giờ. Không có cả máy phàm, ta tưởng có que quỷ lửa ta bán rẻ cho. Thế thôi nào có lại hỏi tao Sinh ơi. Hai que gì á? Hai que á? Ui giời, hai que làm gì là như ui giời, có hai que à. Thôi. Rách lắm Sinh ơi. Thôi được rồi, ta vào đây mấy huynh đài đi cày đi. Đi. Ok bye bye Sinh nhá. Cảm ơn Sinh nhiều nhá. Ok. Làm dragon cái gì đi rách. Không ai có ra hồn gì cả. Quá quỷ bắp. Đây, để mình ra đây lấy như nhà. Mỗi lần vào cuối. Đúng nhở. À, đừng nói là cái con rồng mình nó ở trong cái dương kia nha. Rồi xong. Và thế là hết. À đây rồi. Mày quá. Con rồng đây rồi. À, như đây. Đây, để anh núp gọi là làm cái cho các huynh đệ ở trên... cáp gát giật đấy, nhưng nó lại đẳng cấp luôn. Đây con rồng này thì để lên vai này. Đấy con rồng này để lên vai này. Trời đất, trời nó lọt thỏm luôn nè, nó lọt thỏm vào vai luôn, nó thỏm đây luôn ạ. Trời, khác nào kẹp vào nách không? Nó hơi xấu các bạn ạ. Thôi được rồi, không sao, kẹp vào nách cũng được. Đấy, ui giời ơi. Nào, để ta gọi là wow. Đẳng cấp quá đẳng cấp. Cầm tay phải cầm cung mà tay trái cầm côn à, như lần. Rồi, xoay. Xương rồng đơm lá đơm hoa, nước đông đầy trên cao nguyên đá. Là ngày hoàng đế trở về nha. Trời ơi, quá hợp lý. Rồi,
Để ta cưỡi con rồng này cho các gọi là huynh đệ xem. Trời ơi. Sức mạnh của rồng và rồng. Từ từ đã, kéo cái này nó xa tí quick. Bay. Ui. Vua rồng mà lại còn cưỡi rồng cái này. Căn bản là nó ngoài đè góc nhìn khi cưỡi rồng này. Căn bản là con rồng này nó nhỏ, nó to quá nên là mình không ấy được các bạn ạ. Mình không thấy được cả người nó. Trời đất ơi, chỉ như này thôi. Quá buồn. Nhầm. À như nhầm. Trời, mình ngủ luôn hả? Thôi được rồi, cắt đi. Đấy, cho anh em cắp cắt giật thế là được rồi. Đấy, nhớ chưa? Đấy, anh em các vị huynh đài cắp cắt giật thế là được rồi. Trời. Mày nghĩ mày tuổi gì mày đánh tao? Hả? À, mày nghĩ rằng là ai là hả? Nhờn. Dùng mỗi gọi là hơi thở rồng thở ra chết queo luôn đấy chứ. Ngồi đấy mà đi gắp. Cháy. Trời, nhờn với chúng tôi à. Ui, con sư tử level 3 luôn. Quá mạnh các bạn. Quá mạnh. Cái này quá mạnh. Ui, cái này từ từ mình sang bên kia mình gõ nhờ để to tăng lên đã. Hôm nay là chúng ta thu hoạch quá nhiều thứ. Ở đâu nhỉ? Nhà thanh niên là Thiên Lý ơi. Thiên Lý ơi, em có thấy ở lại đấy không? Ui, mình không phải đom đóm nhá. Mình là gọi là vua rồng. Khổ quá mà. Rồi, tí nữa về mình up hai quả tà rứng rồng kia đi. Thôi nhỉ, gõ đâu nhỉ? Nhầm, cứ động vào cái dương đấy thôi. Nhầm, à, như nhầm nhọt. Đâu, cái này cần 5 level à? Đơn giản. Như ta có nhiều. Thoải mái đấy. Mướt mượt mượt đi. Một giáp. 2% mất tách. Tăng tim. Không có cái gì. Uầy, 8% attack speed này. Được. Attack speed là mình thích. Attack speed là mình thích các bạn ạ. Uầy, quá xịn luôn. Hồi máu cho em đi các chị ơi. Nhiệt tình lên nhé, khẩn trước lên. Từ từ đổi cái này đã để cho regen 2. Không được regen 2 à? Nghĩa phải được regen 2 nhỉ? Thôi được rồi, chả cần đâu. Để bây giờ là mình sẽ đi về và up quả trứng rồng kia nhá. Để kiếm lấy con rồng gọi là đực cái coi. Đấy, toàn rồng cái, nhà gì đâu, toàn cái không có đực. Đây. Mày đùa tao ấy à? Đây, để mình lên trên nóc này mình gọi là up trứng rồng cho nó phong thủy các bạn ạ. Úi xời ôi, quá đỉnh, mãi đỉnh, đấy, ui, nó đẹp nhức nách các bạn ơi, mà nói thì nói nhá, cái tòa pháo đài của mình nhìn nó đẹp nhở, quá đẹp, 10 điểm, đấy, bây giờ là chúng ta ấy thôi, chờ thôi, đấy, mình gọi là up hai quả, đó là quả Emerald với quả bà Zone các bạn nhé. Đấy, dòng vàng với dòng xanh. Đấy, rồi, còn dòng băng thì chắc là thôi. Để mai mình đi kiếm gọi là một đống ấy đi, trứng dòng băng đi. Bởi vì nhiều bạn bảo rằng là cái này là nó có gọi là Advent Looting. Đấy, loot ý, nên đâm ra là nó có thể lấy được nhiều quả trứng rồng. Đấy, mình không biết phải không? Hoặc là thôi tí nữa đi, chờ trứng rồng nở cái đã. Đây rồi, con rồng này nở rồi các bạn ơi. Đâu, từ, mình cho nó ngồi xuống đi. Stay chưa? Stay, ok. Con gì đây? Cái đực. Con rồng này đực luôn các bạn ơi. Thế thôi. Như hay quá, mình thích rồng xanh hơn là rồng vàng. Rồi, ok. Tạm thời là, đây, cho xuống dưới này các bạn ơi. Tạm thời là cái con này. Đấy, giỏi. Nó còn nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà để tính sau các bạn ơi. Ui, quá đẹp trai. Hơi bị xịn đấy. Rồi, tạm thời cứ cất ở trong nhà đã. Hoặc cứ cất người thì lúc nào mình ấy đi chế tạo đồ ăn. Thứ AB là mình có Advent Looting rồi. Thế đâm ra nhanh lắm. Rồi, có bây giờ là mình sẽ đi đâu nhỉ? Gần Bắc Cực đâu rồi. Để mình đi đến gọi là đi ấy đi. Đi tìm dùng băng.